Xin kính chào bà con. Hôm nay lưới đánh cá A Đậu xin giới thiệu với bà con hai dòng sản phẩm, đó chính là dòng lưới bén cao cấp. Chiều cao của lưới là 3 m, chiều dài của lưới là 100 m. Nói về cơ bản về cái dòng lưới này thì phao nó rất là lớn nhưng mà lại là đánh chìm. Chính vì thế mà nó sẽ đạt được cái hiệu quả tối đa nhất cho bà con đánh bắt. Đấy, thì trên tay đây thì A Đậu đang giới thiệu cho bà con thì là đây là dòng lưới Then 3. Dòng lưới Then 3 có nghĩa là mình đút nọt 3 ngón tay. Mình sẽ đút nọt 3 ngón tay vào đây. Ba ngón tay. Đây chính là đút nọt 3 ngón tay này, bà con này. Đấy, 3 ngón tay này. Đấy, phao rất là lớn, phao rất là lớn. Đầu có một lần giới thiệu với bà con rồi nhiều cái video trước. Cái cách test phao là sẽ chống rối cho bà con, phao là phao rộng, phao tròn. Phao tròn, phao tròn. Cước rất là lớn luôn, cước đúc rất là lớn, thắt. Chính vì thế nó rất là khỏe. Rất là khỏe cho cái đầu phao cũng như là khỏe cho cái toàn bộ đỡ cho phần thân lưới. Đấy, nhìn lưới rất là đều, đẹp và mượt. Đấy, đều đẹp mượt, rất đều và đẹp và mượt. Đây bà con có thể ngắm nhìn cũng thể nhìn thấy được rồi. Cao 3 mét nha bà con nhá, xin nhắc lại là cao 3 mét. Đấy. Nói về phần đầu biên này, đây là phần đầu biên. A Đấu sẽ đi cho bà con hai lượt biên luôn để chống cho cái ruột lưới nó đi sâu vào bên trong là chống rối. Đấy, đầu biên này, đầu biên mỗi một bên là sẽ đi cho bà con một lượt cước dài xuống phía dưới. Còn tiếp theo là giới thiệu về cái phần chân chì. Đấy, bà con xem nha. Cái phần chân chì thì chân chì A Đấu tung hắn ra cho bà con xem. Tung hắn lên, tung tóe hắn lên cho bà con xem đây này. Nó không bao giờ sợ bị rối. Riêng dòng này không bao giờ sợ bị rối. Đấy, A Đấu tung tóe lên không bao giờ sợ bị rối. Bà con thả thuyền hoặc là thả bộ cũng không bao giờ sợ bị rối. Đấy, tung tóe lên không mà dối, thấy không bà con, đây là sự thật. Tại vì A Đấu sẽ làm cho bà con thấy được là cái chân phần chân chì là A Đấu đã được rũa đi. Đây hàng hàng người hàng cao cấp mà sẽ đi được rũa đi một những cái bạn cạnh bà via đấy, nên là không mà sợ bị mắc. Còn túi của nó thì rất là sâu rồi, bà con không phải suy nghĩ đâu, túi của nó sâu lắm, túi của nó rất là sâu. Đấy, A Đấu tung tóe lên cũng không mà sợ bị dối. Đấy, nó lại xuống ngay này, bà con thấy không? Không mà sợ bị rối. A Đấu cam kết cho điều này cho bà con, nên bà con khi mua bên A Đấu là đảm bảo tuyệt đối về chất lượng cũng như về sản phẩm luôn. Đấy, vứt vứt thoải mái không mà sợ bị rối. Kể cả hàng bên này cũng vậy thôi, cũng như nhau mà, nó cùng một mẹ sinh ra. Đấy, thì bây giờ hiện tại trong kho của A Đấu là có hai loại, một loại là Then 3 là đút lọt 3 ngón tay có nghĩa là 6 phân, và một loại là Then 4 4 ngón tay là 8 phân, là bắt cá chép rất là thoải mái đấy. Cá chép, cá rô phi. Bây giờ thì ruộng đồng thì rô phi nhiều. Như bên này là dòng 8 phân này. Dòng này Then 4 8 phân, 4 ngón tay. Đấy. Kỹ thuật thắt. Rồi, chất liệu lưới, chân chì. Ok, không phải suy nghĩ luôn. Đảm bảo cho bà con, giao hàng toàn quốc. Xin cảm ơn bà con. Xin chào tạm biệt.